Cận cảnh Nga sử dụng lửa mặt trời tấn công thành trì đối phương. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy hỏa thần nhiệt áp POS-1A, được gọi là lửa mặt trời, đã phá hủy thành trì của Ukraine trong cuộc tiến công vào Svatopol ở khu vực Donbass bằng một quả pháo nhiệt áp. POS-1A sử dụng đầu đạn nhiệt áp để tạo sóng xung kích sau khi được kích nổ. Nó có khả năng gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương trong bán kính lớn. Đầu đạn này cũng giải phóng một đám mây khí có thể bốc cháy và tạo thành quả cầu lửa khổng lồ, thiêu rụi bất kỳ thứ gì gần nó. Điều này cũng khiến cho TOS-1A là vũ khí lý tưởng để phá hủy các bong ke, các vị trí kiên cố và hầm dưới lòng đất của đối phương. TOS-1A là phiên bản mới nhất của hệ thống súng phun lửa TOS-1, được phát triển bởi cục thiết kế OMAS. Vào năm 2001, quân đội Nga đã chính thức đưa TOS-1A vào biên chế. Vào tháng 12 năm 2017, lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học trên không đã ký hợp đồng mua 20 hệ thống này. Hệ thống này hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho các xe tăng chiến đấu chủ lực và các phương tiện chiến đấu bộ binh. So với các hệ thống tương tự khác, TOS-1A có tầm bắn ngắn hơn. Tuy nhiên, do nó là vũ khí nhiệt áp và có khả năng phóng loạt, nên TOS-1A có khả năng cơ động lớn. Tổng thống Ukraine kêu gọi Hàn Quốc cung cấp hệ thống phòng thủ. Theo một số nguồn tin cho biết, Ukraine được cho là rất hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ cung cấp các trang thiết bị như hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Mới đây, trả lời phỏng vấn Nhật báo Chosun của Hàn Quốc, ông Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn về cam kết của Hàn Quốc trong việc gửi phương tiện giả phá bom mìn và viện trợ nhân đạo cho Kiev với tổng trị giá khoảng 230 triệu USD. Song, ông cho biết Ukraine muốn có hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của Hàn Quốc. Cụ thể, ông Zelensky nói rằng, tôi biết có rất nhiều hạn chế liên quan đến hỗ trợ vũ khí. Tuy nhiên, những nguyên tắc đó không nên áp dụng cho các hệ thống phòng thủ và thiết bị bảo vệ tài sản của chúng tôi. Hệ thống phòng không không phải là vũ khí mà hoàn toàn là trang thiết bị phòng thủ. Chúng ta phải có lá chắn bầu trời để tái thiết Ukraine, và tôi vô cùng hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ chúng tôi trong lĩnh vực này. Là đồng minh của Mỹ và là nhà sản xuất vũ khí lớn, Hàn Quốc cho đến nay vẫn bác bỏ các khả năng viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Hàn Quốc viện dẫn lý do là quan hệ kinh tế với Nga và ảnh hưởng của Moscow đối với Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, bất chấp áp lực từ Washington và châu Âu. Song trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã báo hiệu khả năng thay đổi, nói rằng Seoul có thể khó tiếp tục chỉ hỗ trợ nhân đạo và tài chính nếu Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào dân thường hoặc một tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ.